Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không giáp mạch nữa mà mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề, đó chính là cái xe đạp điện. Đây là cái bình xe đạp điện các bạn nhé. Đấy thì cái xe đạp điện hiện tại bây giờ ấy thì là một cái phương tiện phải nói là rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái bình của cái xe đạp điện mà mình đã tháo ra. À, các bạn nhé, và bên trong nó các bạn nhé, đây bên trong nó là có bốn cái bình con như thế này. Đấy. Mỗi một bình này là 12V và 12A, 12V 12A. Thì cái xe đạp điện của chúng ta chạy một thời gian sau nó sẽ bị yếu. Đấy, nó sẽ bị yếu là chúng ta khi mà chúng ta ga lên là chúng ta thấy là nó sụt rất là nhanh. Đấy, thì nguyên nhân do đâu? Đấy, nguyên nhân do đâu thì chắc chắn là sẽ là do là bình yếu rồi. Nếu như mà chúng ta đi ra chúng ta thay ở những cái cửa hàng ấy, thì chắc chắn là họ sẽ thay cho chúng ta là cả cả một cái bình như thế này, cả một cái bình nguyên này, bên trong có tất cả những bình như này. Và giá thay của những cái bình của những loại xe nhỏ nhỏ này thì nó rơi khoảng độ tầm từ 1,5 triệu đến hơn 2 triệu, và chúng ta phải các lại những cái bình này. Đấy. Thì như thế là mình thấy rằng là nó rất là lãng phí các bạn nhé, rất là lãng phí. Bởi vì sao? Thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn rằng là trong bốn cái bình này ở ở trong cái hộp bình điện này thì chỉ có một bình có vấn đề thôi, còn ba cái bình khác là nó sẽ ok nha các bạn nhé. Không phải là bình nào cũng chết nhé. Mình không nói rằng là nó vẫn còn tốt nguyên như mới các bạn ạ, thế nhưng nó vẫn còn giá trị sử dụng được. Đấy. Thì bây giờ trong bốn cái bình này, đấy, làm thế nào để chúng ta biết được rằng cái có một cái bình đang bị kém chất lượng? Đấy. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn để làm gì? Để chúng ta tháo ra, chúng ta hãy kiểm tra nó và chúng ta tìm ra một cái bình mà nó bị kém chất lượng ấy. Sau đó các bạn chỉ cần mua một cái bình mới như thế này về. Đấy. Bình này thì mua nó khoảng độ tầm từ 300 đến 350 một cái bình. Thì chúng ta thay vào là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Như vậy thì sẽ đỡ lãng phí hơn. Đấy. Thì đây là bốn cái bình mà mình vừa tháo ra ở trong cái hộp hộp đựng bình này. Đấy. Hộp đựng bình nhé. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn. Khi mà các bạn tháo bốn cái bình này ra này. Đấy. Các bạn dùng đồng hồ các bạn đo. Các bạn để thang 50V DC này các bạn đo nhé. Các bạn đo thì các bạn sẽ thấy như sau. Thì trong bốn cái bình này sẽ có một bình nó điện áp nó sẽ thấp hơn so với những cái bình còn lại. Thì bây giờ mình sẽ zoom nó to lên này. Đấy. Mình đo từng bình một nhé. Bình đầu tiên này. Các bạn thấy rằng là nó khoảng độ 10 hơn 11V một chút. Đấy. Bình tiếp theo này. Đấy, các bạn thấy rằng nó khoảng tầm dưới 10V. Đấy, dưới 10V thì các bạn nhé. Đấy, bình tiếp theo nữa này. Đấy, nó lại trên 11V một chút. Đấy. Và bình tiếp theo nữa này. Đấy, nó cũng khoảng độ tầm 11V. Đấy, thì như vậy trong bốn cái bình này mình vừa kiểm tra thì mình thấy rằng cái bình này đang có vấn đề. Đấy. Các bạn thấy nó thấp hơn hoàn toàn luôn. Đấy là một để khẳng định rằng là cái bình này đang có vấn đề. Đấy, đang có vấn đề nha các bạn nhé. Đấy là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai các bạn có thể dùng một sợi dây nhỏ. Các bạn lưu ý là sợi dây nhỏ thôi nhé.
Mình sẽ dùng một sợi dây để làm gì? Để mình thử chạm vào đây và mình quét từng mình một để xem cái mức độ đánh lửa nó đến đâu. Như các bạn thấy đấy, các bạn thấy rằng nó đánh lửa rất là ác. Thế nhưng mà sang cái bình này nhé thì nó lại đánh lửa rất yếu đấy, các bạn đấy. Đấy, các bạn thấy rằng nó đánh lửa rất là yếu luôn đấy. Thì để làm gì để mình biết được rằng là cái dung lượng cái bình này là nó đã kém rồi. Thì qua hai cái phương pháp như vậy, chúng ta có thể khẳng định được rằng là cái bình này đã bị kém. Cái bình này đã bị kém nhé. Đấy. Thì chúng ta chỉ việc bỏ cái bình kém này đi. Đấy, bỏ bình kém đi. Và chúng ta mua một cái bình mới này về chúng ta thay vào đây. Là cái xe đạp điện của chúng ta có thể sử dụng được. Đấy. Đấy. Các bạn thấy không? Cái bình này với lại những cái bình này là điện áp nó rất bằng nhau luôn. Và vấn đề tiếp theo nữa để dễ nhận biết nhất đó là những cái bình mà bị hỏng này, thường là nó sẽ nằm ở cái phần trên cùng đây. Các bạn thấy đây nhá, đây là cái hộp nguyên của nó như thế này nhá các bạn nhé. Bây giờ mình tháo ra này thì ở cái phía dây nguồn đấy, phần chân cắm nguồn này các bạn thấy đấy, thì cái dây dương này đầu tiên này, cái dây đỏ này đấy, đi đến cái cục bình đầu tiên ấy, thì là cái cục đầu tiên đấy sẽ là cái cục mà thường là hay bị hỏng đấy. Ví dụ như là cái dây này bắt đầu nó đi đến cái chân của cái cục này đấy, cục nguồn này, thì cái cục bình này đấy, thì cái cục bình này sẽ là cái cục mà hay bị hỏng nhất mà mình đã gặp đấy, mình đã gặp rất nhiều trường hợp. Và mình chỉ cần mua một cái bình này về là mình thay vào là mình thấy là nó đã sử dụng được rồi. Tuy nhiên thì nó không thể nào mà như mới tinh được, nhưng mà cái giá trị sử dụng của nó vẫn còn khoảng tầm 70% và chúng ta dùng được rất lâu. Đấy. Nên mình xin chia sẻ với các bạn như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ thay cái bình này vào đây và mình sẽ đấu nối lại. Và bây giờ mình sẽ làm nhé. Các bạn nên sử dụng những loại dây nó tốt tốt một chút để cho nó dẫn dòng nó tốt các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đấy. Thì nó dẫn dòng sẽ tốt hơn. Thank you.
Ok, như vậy là chúng ta đã ráp xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc bắt vít và câu dây âm dương cho bình vào đây và chúng ta đi nạp thôi. Với cái phương pháp đơn giản tiết kiệm cái chi phí sửa chữa như thế này thì không có một lý do gì để chúng ta không áp dụng. Chúc các bạn thành công và nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.